Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Nhã Phương đổi tóc xoăn, mì tôm, bà thím nhưng chỉ share file sương sương thôi đã nhận bão nai vì quá xinh. Sau khi sinh con, nhan sắc Nhã Phương ngày càng thăng hạng rõ rệt. Sau khi sinh con đầu lòng, Nhã Phương nhận vô số lời khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Không những vậy, việc thay đổi phong cách sang gợi cảm, quyến rũ hơn của nữ diễn viên cũng được đánh giá cao. Mới đây, làng ngọc nữ còn để kiểu tóc mới uốn xoăn nhẹ nhàng như những bà thím trong phim truyền hình. Dù vậy, stylist già dặn này không thể dìm hàng Nhã Phương. Chỉ một vài bức ảnh share file cũng khiến người hâm mộ hết lời khen ngợi về vẻ ngoài ngày càng mỹ miều của nữ diễn viên tuổi thanh xuân dù sắp chạm ngưỡng 30. Mái tóc xoăn sương sương của Nhã Phương nhận được nhiều lời khen. Nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc sau khi sinh con. Cư dân mạng dần dần lời khen cho Nhã Phương với kiểu tóc mới sau khi sinh con. Những lần Nhã Phương xuất hiện luôn thu hút sự chú ý của đông đảo phóng viên và người hâm mộ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.